dịp ông tin ông Nguyễn Cao Kỳ vừa mới qua đời, chúng tôi có tiếp xúc với lại ông Phạm Đình Cung, là một cựu quân nhân trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Xin ông Phạm Đình Cung cho biết được là cái chức vụ cũng như binh chủng của ông phục vụ trước đây ạ. Tôi là Phạm Đình Cung, tôi là mũ đỏ Phạm Đình Cung, tôi phục vụ trong binh chủng nhảy dù. Dạ thưa ông, trước đây ông có làm việc trực tiếp hoặc là gián tiếp với ông Nguyễn Cao Kỳ khi còn trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa không ạ? Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ đối với tôi thì tôi không làm việc với lại thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, nhưng tôi ở bên nhảy dù, thiếu tướng bên không quân. Nhưng chúng tôi có những cái mà phải nói rằng tôi rất quý mến tướng Kỳ, là vì tôi cho rằng tướng Kỳ là một vị tướng trong sạch, dám làm những cái việc mà người khác không dám làm. Tôi nói ví dụ, tại sao tôi quý mến tướng Kỳ? Là vì vào khi mà thiếu tướng Kỳ còn làm Ủy ban Hành pháp Trung ương đó, thì tôi có được một số anh em không quân là những người đệ tử của cung pilot không quân, đệ tử của tướng Kỳ ở trong cái biệt đoàn 83. Anh biết cái biệt đoàn 83 là cái biệt đoàn mà gọi là Bắc phạt đầu tiên đó, bay ra Bắc để bỏ bom và bắn phá đó. Thì anh em đó ở trong đó với thiếu tướng Kỳ. Thì tôi được gọi vào để mà ăn điểm tâm ở trong dinh của thiếu tướng Kỳ ở Tân Sơn Nhất. Thì đang ngồi nói chuyện vui vẻ ăn uống với nhau này thì... Đó là khoảng năm mấy hả? Năm kia tôi đoán không lầm, năm 66 thì phải. Yeah. Tôi không lầm là năm đó là năm mà thiếu tướng Kỳ đang là Thủ tướng Chính phủ đó. Thì có một người quản gia vào trình với thiếu tướng Kỳ rằng, thưa thiếu tướng, có một bà xưng là vợ của Tạ Vinh, dẫn hai đứa con vào để gặp thiếu tướng. Thì thiếu tướng Kỳ bảo mời bà vào. Thì trước mặt anh em chúng tôi đấy, thì bà vừa vào và bà dẫn hai tay hai đứa nhỏ, một đứa thì tôi khoảng độ 8 tuổi, một đứa khoảng độ 5-6 tuổi gì đó. Thì thiếu tướng Kỳ mời bà vào, thì bà vừa vào nơi bà quỳ ngay xuống, bà quỳ ngay xuống trên chỗ cái ghế của thiếu tướng Kỳ ngồi đó. Bà bảo tôi xin thiếu tướng tha chết cho chồng tôi, và đã có người khác bằng lòng chết thế cho chồng tôi, tôi xin biếu thiếu tướng 200 triệu. Anh biết 200 triệu này là 65-66 là nó nhiều lắm, không phải là cái tiền mạt như bây giờ của Việt Cộng. Thế thì thiếu tướng Kỳ còn nói là thôi chị đứng dậy và chị đưa hai cháu về đi, và chị lấy 200 triệu đó chị nuôi cho hai cháu ăn học thành người. Từ đó đi tôi thấy thiếu tướng Kỳ là một vị tướng sạch, là vì ông có thể ông làm được cái việc đó nhưng ông không làm. Cái đó là ông chính mắt chứng kiến. Tôi ngồi bên cạnh, tôi được dự buổi ăn cơm điểm tâm hôm đó đó. Bây giờ những người mà còn sống, mấy người pilot mà còn sống bây giờ ở đây là đệ tử ruột của thiếu tướng Kỳ còn đây. Và còn người, sống cái người chồng của cái người đàn bà đó cuối cùng bị xử bắn tại bao Phong Trường Cát ở chỗ chợ Bến Thành. Về tội gì ạ? Về tội tham nhũng, tức là đầu cơ tích chữ. Cả nước biết cái vụ đó mà, gọi là Tạ Vinh thì bị xử bắn, ai cũng biết cả đó. Từ đó thì tôi có một cái cảm tình đặc biệt với thiếu tướng Kỳ. Ngoài cái sự kiện đó, ông có thể kể một vài câu chuyện liên quan tới ông Kỳ mà ông còn vẫn có nhiều ấn tượng. À vâng, cái việc thứ hai là cũng vào gần cái năm đó thì tôi bị thương, tôi đang nghỉ dưỡng thương. Thì thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ hồi đó có gọi là chính phủ của người nghèo, chính phủ của người nghèo. Thì thiếu tướng Kỳ có hình như là có đưa ra một cái chương trình là giúp đỡ người thương với binh của Việt Nam Cộng Hòa, có cái xe Lambretta mà ba bánh đó để chở khách đó, Sài Gòn Hóc Môn rồi Bà Điểm Đại Khái, những cái gì cái việc như vậy đó. Thì tôi có một người trong quân đội, người đó cũng ở cái tiểu đoàn tôi, bị thương mất một chân.
mới chạy lên chỗ tôi làm việc ấy, tức là tôi đang nghỉ dưỡng quân dưỡng sức ở Bộ Tư lệnh Sư đoàn ấy, ở Đại đội Tổng Hành Dinh ấy. Thì mới nói tôi một câu rằng ông thầy giúp em làm sao mà cho em xin được cái 5 hecta. Tôi bảo cái đó thì bây giờ cậu phải làm đơn đi gửi hệ thống, nó bảo khó lắm. Thế thì nó thật men tôi nghĩ đi thiếu tướng Kỳ. Tôi nói bây giờ ngày mai anh lên anh đi với tôi. Thì anh biết là đi vào chỗ văn phòng của thủ tướng đâu phải chuyện dễ. Không dễ đâu. Thì hồi đó cũng có anh Lý Huỳnh này là cận vệ của thiếu tướng Kỳ đó. Tôi gặp Lý Bình, tôi nói anh làm sao cho tôi gặp thiếu tướng. Thì nó bảo anh tình cờ tới gặp ngoài phố đó. Ngày mai anh vào thì anh vào chỗ nhà thiếu tướng thì tôi bảo tôi trình anh vào gặp. Thì ngày mai tôi nhờ một người bạn tôi nữa là cái anh trung tá phiên bây giờ đây gọi là phiên rách của không quân, thì tôi cũng nói chuyện qua phiên bảo mày vào gặp ông đi. Thì tôi bảo để mai tao hòa tao gặp, tôi hòa thiếu tướng, bây giờ tôi có một người phiên tướng huy binh như vậy thiếu tướng giúp đỡ. Ông bảo cái chuyện đó chuyện dễ, người ta làm cho Trương Quý Binh là nên làm. Ông lấy bút phê, ông cho tôi cái bút phê đó và tôi đưa cho thằng em tôi, ra mua được cái 5 hecta trả góp chạy xe ba bánh để làm ăn. Tôi thấy là tất cả cái việc làm cũng là tốt đối với quân đội, không có gì xấu xa cả, không có gì gọi là bôi bác cả. Đó là một hai sự kiện mà tôi chứng mắt tôi trông thấy. Ông có bao giờ biết hay là có bao giờ chứng kiến hay bây giờ nghe nói tới cái sự gọi là ông có sự lạm dụng quyền lực và gây ra những cái hành động nào mà riêng cá nhân tôi mà nhận xét về thiếu tướng Kỳ đó, thì khi mà ông làm thủ tướng là một cái chuyện là có quyền hạn lớn nhất, thì ông chưa làm cái gì gọi là dùng cái quyền đó để mà đàn áp ai làm cái gì cả. Nếu có làm đàn áp cái chuyện gì đó cũng chỉ vì đất nước. Chẳng hạn ông làm cái vụ miền Trung, ông làm thẳng tay thì mới dẹp được cái vụ nổi loạn của ông ở miền Trung. Thì ông chưa lạm dụng cái gì mà ông bảo ông thương người này, ông kéo người lên làm nọ, làm cái việc kia vì cái chuyện là không có, tôi thấy không có. Theo ông nghĩ là khi mà cái thời gian mà ông Kỳ làm thủ tướng nắm quyền như vậy đó, những cái điều gì mà ông ta đạt được cho cái chế độ miền Nam Việt Nam? Tôi thấy ông làm được nhiều việc chứ. Ông có thể đơn cử. Trừ gian. Tự nhiên anh biết rằng thì là tất cả một cái vấn đề kinh tế lên rầm rầm. Ông thành lập ra cái thanh niên trừ gian là vậy. Rồi thứ hai nữa là ông giúp rất nhiều cho quân đội. Hồi trước quân đội mình đâu có quân tiết vụ. Cũng từ đó mà giờ đi, ông trung tá Trần Đô Cung là coi về cái vấn đề quân tiếp vụ đó. Anh em mình có đồ quân tiếp vụ mua rẻ được. Trong quân đội, tôi nói quân đội như tôi nói dân là nghe, tôi nói quân đội. Từ cái chỗ đó giờ đi, tôi thấy là ông làm nhiều việc tốt cho dân chứ không có gì cho. Thì dân ở đâu, quân đội đâu, quân đội cũng từ dân mà ra. Vì gia đình tôi nói dụ thế, gia đình anh cũng phải có một người đi lính. Thì bây giờ như quyền lợi của người lính rồi gia đình cũng được hưởng vậy. Chứ có gì là hại đâu. Những cái việc ông Kỳ làm được cho miền Nam đó thì theo ông nghĩ nó có vì cái từ cái khả năng cá nhân hoặc là cái tính cách cá nhân của ông Kỳ mà có được, hay là nếu mà bất cứ người nào trong cái nhiệm vụ cái vai trò của ông Kỳ cũng có thể làm được những điều ông ấy làm? Theo tôi thế thì một cá nhân không làm được cái gì cả. Thế nhưng mà ông thiếu tướng Kỳ ông có những cái bộ tham mưu của ông ấy. Nhưng cái sự quyết định cuối cùng vẫn là ông Kỳ chứ không phải là bộ tham mưu. Ông nghe tất cả ý kiến, anh cũng góp ý kiến vào ông nghe. Và ông làm được cái việc tốt cho đất nước. Người ta hay nói tới một cái mặt khác của ông Kỳ là cái tính đào hoa, hay là cái sự mà sử dụng những cái phương tiện của quân đội để mà tán tỉnh các cô gái. Trong đó có kể cả có bà Tuyết Mai, mà cái câu chuyện là ông bay cái máy bay sẽ ngang đó. Ông có những cái câu chuyện về như vậy hay không mà ông có thể kể? Tôi thì nó thật sự nói về hào hoa của ông thiếu tướng Kỳ cái đó là có, mà đa số anh em không quân là đào hoa thật sự vậy, bay bướm lắm. Tại vì nói đúng ra họ không có cái thời gian vất vả như chúng tôi, họ cứ một thân một mình mà cái con ngựa sắt họ bay đi, họ bỏ bom đấy rồi họ lại về, còn chúng tôi là những bộ binh phải lăn lội dưới đất. Nhưng mà chúng tôi cũng phải nhờ mấy không quân đại khai để yểm trợ
thì chúng tôi mới thành công cái chuyện kia. Anh hiểu tí tôi nói. Còn cái chuyện mà bảo bây giờ là nghe cái vụ mà ông bay máy bay để ông tán tỉnh bà Tuyết Mai, tôi nghĩ là không có đâu. Riêng cá nhân tôi nhé, tôi không dám nói là sự thực, nhưng mà tôi nghĩ là không có, không có cái chuyện đó. Còn những cái ngoài bà Tuyết Mai thì theo ông biết hồi xưa ông Kỳ có những... Tuyết Kỳ ông đầu tiên có một người vợ. Có một người vợ đầu tiên, có. Còn những người gọi là người yêu hay là bồ bịch mà không... Anh à, tôi hỏi anh, nếu là để vì anh hồi đó anh ở cái tuổi mà phải là trong quân đội, anh cũng là một sĩ quan mà anh không vợ ông con thì anh cũng bay bướm vậy. Anh cũng bay bướm vậy. Theo ông nhớ lại cái thời gian đó ông Kỳ nổi tiếng về cái khoảng đó không ạ? Thời gian mà ông Kỳ mà bắt đầu lấy bà Tuyết Mai á, thì tôi nghĩ rằng thì là ông đã là tư lệnh không quân rồi. Dưới tay ông nhiều người lắm. Ông cũng chưa làm cái gì mang tiếng. Ông lấy bà Tuyết Mai là vì bà Tuyết Mai trước cái ô thất là lẽ, theo tôi được biết là vợ của ông Đức. Nhưng mà hai người đó thì cũng chưa phải là vợ chồng. Thế cái chuyện đó thì số ông Kỳ hào hoa thì ông lấy được bà Mai cũng là cái điều hay thôi. Còn có một cái tin chúng tôi cũng không biết được là có hay thật hay không, là ông Kỳ cũng là người mà có cái ý định đem bom ra ngoài Bắc để thả, để mà tấn công lại phía chính quyền miền Bắc. Theo tôi được biết, Thiếu tướng Kỳ ông đã thành lập ra cái biệt đoàn 83. Là cái biệt đoàn 83 tức là của không quân đó, bay những khu trục ra Bắc để bỏ bom. Nhưng mà anh nhớ rằng thì là chỉ bay ra được có một lần mà Phạm Cú Quốc lúc quay trở về bị bắn rớt đó. Theo tôi được biết như vậy nhé, tôi nghe là thật sự ra thì chi tiết hơn tôi không biết. Thì Mỹ nó không cho làm, nó bắt giải tán cái biệt đoàn đó. Nó không cho làm. Chứ ý ông Kỳ là mang quân ra đánh về Bắc. Cái đó có. Và cái kế hoạch đó đó vì sao không tiếp tục? Mỹ nó không bằng lòng. Mỹ nó không muốn, người Mỹ nó không muốn gì đấy. Anh là cái gì mà anh cản được người ta. Ông ấy không có cái quyền hạn nhiều. Làm cái gì cũng phải là do người Mỹ ta quyết định. Nó đúng ra cái đất nước mình của đó là bị mình là tiểu nhược. Họ yểm trợ mình, giúp đỡ mình, nhưng mà họ muốn sao mình phải bằng vậy. Tôi nói nghe vậy, tôi ở đơn vị nhảy dù, chúng tôi đi đánh giặc người trước, đi kiếm về cộng đánh, chúng tôi bị hạn chế một vài sự việc, chứ không phải không. Yêu cầu mà bom bỏ, B-52 bỏ, chờ mở con mắt ra cũng không có nữa. Mà nó la liệt ở dưới đó. Anh thấy như thế sao? Nó không nhiệt tình. Tất cả đều vụ lợi cả cho họ, đất nước họ thì họ mới làm không coi thôi. Người Mỹ là vậy. Về cái quan hệ của ông Kỳ và ông Thiệu thì chúng ta đã được biết là cho tới khi mà ông Thiệu tranh chức lại tổng thống thì không muốn ông Kỳ cạnh tranh với ông ta, cho nên đã gạt ông Kỳ qua một bên. Theo tôi thì không có cái đó đâu. Cái đó họ độc tướng lãnh quyết định, chứ không phải là mình ông Thiệu. Tại vì lúc bây giờ là hội đồng tướng lãnh quyết định tất cả. Mà hội đồng tướng lãnh thì đại mỗi một quân khu nó có 4 quân khu, 1, 2, 3, 4. Mỗi ông tư lệnh quân khu là đại diện cho cái quân khu, cái tiếng nói của quân khu đó là người ta quyết định hết. Chứ không phải là ông Thiệu, ông Kỳ. Ông Thiệu có muốn loại ông Kỳ cũng không được, mà ông Kỳ muốn ra nghĩa là diệt ông Thiệu cũng không được nữa. Nó đúng là như vậy. Cái quan hệ giữa ông Kỳ với lại các tướng lãnh trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa lúc ấy như thế nào? Tôi thì không phải là người đi theo tướng Kỳ, nhưng mà tôi có một vài người bạn là đi theo ông Thiệu và cũng đi theo ông Kỳ kể lại. Thì hai người đó không có gì cả. Nên là không thường xuyên tiếp xúc với nhau thôi, chứ còn không có cái chuyện mà thù hận, cái đó là sai. Tôi nghĩ là ông Tổng thống Thiệu cũng không bao giờ làm cái chuyện đó. Mà ông Thiếu tướng Kỳ cũng vậy nữa. Sai hết. Các vị tướng lãnh khác thì thái độ như thế nào đối với lại cái quyền lực cũng như là cái tính tình của ông Kỳ vào lúc bây giờ? Tôi thấy là nhiều, tôi nói ví dụ khi ông còn làm phó tổng thống, chúng tôi hành quân về vùng 1, ông ra ông thăm vùng 1, thấy tư lệnh quân đoàn 1 và tất cả các sĩ quan quân đoàn 1 quý mến ông như thường, vẫn trọng ông như thường, không có gì cả. Không có cái gì gọi là thù ghét cái gì cả, không có. Vẫn tôn trọng là một vị thiếu tướng của tư lệnh của không quân, về sau này là phó tổng thống hoặc là thủ tướng, phó tổng thống vẫn còn kính trọng như thường. Đối với quân đội, đối với các cấp thuộc cấp của ông thì cái quan hệ nó như thế nào?
tôi thấy cái thư cấp, tôi không phải binh chủng không quân, nhưng mà tôi nghe mấy anh em quân vẫn quý mến ông như thường, vẫn quý mến ông. Cái thời ông Kỳ mà ở cái địa vị cao nhất của quyền lực là lúc đó là năm mấy, và lúc đó ông Kỳ là tức là năm thủ tướng đấy, năm 65-66 đó, 65-66 đó. Như vậy là lúc ấy ông đấy khoảng bao nhiêu tuổi? 30 mấy tuổi. Hình như là thiếu tướng Kỳ lên làm thủ tướng chính phủ là ông mới có 33 hay 35 gì đó, tôi nhớ ông lầm, tôi không nắm chắc lắm. Tới khi năm 1975 thì người ta cũng có nói tới cái việc là sau khi ông Kỳ tuyên bố rằng không bao giờ đi khỏi Việt Nam vì không thể có mắm tôm, mắm ruốc, nước mắm gì đó để mà ăn. Sau đó người ta được biết là ông dùng máy bay trực thăng để bay ra hạm đội Mỹ ở ngoài Biển Đông. Ông có thể cho một cái nhìn như thế về cái chuyện này như thế nào? Tôi thì thật sự tôi không có chứng kiến cái cảnh đó. Nó đúng ra như vậy. Khi mất nước 75 thì tôi cũng ở trong nước mà. Tôi cũng đi tù gần 14 năm mà. Thì tôi thấy rằng thì là cái việc mà ông tuyên bố ở chỗ Tân Sa Châu á, rằng thì là không có mắm ruốc, không có cà, cái chuyện đó thì tôi thật sự tôi không nghe. Nhưng mà theo tôi được biết về sau này, tôi sang tới đây tôi gặp thiếu tướng Kỳ và tôi có hỏi. Thì thiếu tướng Kỳ có nói với tôi một câu rằng, anh Cung ạ, tôi bị áp lực nhiều lắm. Ông có nói rõ ràng. Ông có nói rõ là áp lực như thế nào? Không, ông chỉ nói với tôi một câu là, tôi muốn chống cự lại bọn Cộng sản, nhưng mà trong tay tôi không có quân, lúc bây giờ tôi làm cái gì? Tôi bay vào Bộ Tổng Tham mưu thì không còn một người nào cả. Tôi gặp một trung tướng Ngô Quang Trưởng thôi. Và chính ông ấy là mấy ông Ngô Quang Trưởng là mới bay đi với nhau. Thế tôi hỏi anh, ông làm được cái gì mình không? Thế bây giờ ông lỡ tuyên bố cái câu mà theo tôi nhá, là không có cà, không mắm tôm thì ở lại với ai? Ở lại mình ông cũng bị bắt à, cũng bị ấy. Thế bây giờ ông phải đi thôi, ra đi. Có thể ông nghĩ là ông ra đi để ông có làm được cái gì cho quê hương nữa. Thì ông mới ra đi. Chứ còn cá nhân ông thì tôi nghĩ là ông đủ can đảm để ông ở lại, ông cũng chẳng ngại ngùng gì cái chuyện đó. Đó là khi mà ông đã qua Mỹ, ông được tiếp xúc với ông Kỳ mới hiểu được câu chuyện như vậy. Nhưng 14 năm ở trong tù của ông như vậy thì kể cả ông lẫn những người bạn tù của ông nghĩ về cái việc ông Kỳ ra đi như vậy, cũng như nhiều vị tướng lãnh, kể cả ông Thiệu ra đi như vậy, cái lúc ấy như thế nào? Chúng tôi không có nghĩ gì cả. Vì chúng tôi nghĩ là mỗi người một số phận. Anh nhớ là tôi đang ở dưới là quận Cao Lãnh, tôi làm quận dưới Cao Lãnh, tôi đủ khả năng tôi đi, mà tôi không đi, tại vì tôi còn nghĩ về gia đình tôi không đi, nên tôi đủ khả năng, nhưng mà mấy ông kia cũng vậy thôi, ở lại cũng chẳng được cái gì cả, và chúng tôi trong tù chúng tôi không có nghĩ rằng thì là chúng tôi thù hận mấy ông, đâu phải là mấy ông làm mất nước đâu. Không có ai trách cái vấn đề là không bỏ đi mà để không bị ở chúng lại. Tôi không có trách gì cả. Nếu chúng tôi hiểu biết, chúng tôi không có trách gì cả. Đặt đi vị chúng tôi và chúng ông tướng là chúng tôi cũng đi. Nếu có khả năng đi là cứ đi. Tại sao lại vì mình có khả năng mà mình cũng đi? Sau khi mà ông ở tù rồi 14 năm rồi, như ông nói đó, rồi ông sẽ qua Mỹ. Ông qua Mỹ năm nào? Và tôi ra tù là tháng 2 năm 80, tháng 2 tháng 9 năm 87. Tôi vượt biên đường bộ. Tôi đi đường bộ, đi một tháng 10 ngày đường bộ. Và tôi ở tù, tôi sang tới đất Thái Lan và tôi bị giữ cho tới 2 năm mấy tháng tôi mới được đi qua Mỹ. Tôi vào Mỹ năm 16 tháng 2 năm 1990. Sau khi ông sang Mỹ thì ông có còn có cái cơ hội tiếp xúc với ông Kỳ? Tôi gặp thư tướng Kỳ hoài. Ông có thể kể những cái cảm nhận của ông về cái đời sống ông Kỳ và sau khi sang Mỹ như thế nào? Thì tôi thật sự ra khi mà tôi gặp, tôi không có đi các tiểu bang khác với tướng Kỳ. Nhưng mà ở đây tôi gặp thì tôi đến nhà thư tướng Kỳ thì ông cái vui của ông ấy mà gọi là cái để cho nó qua ngày qua tháng là hồi đó là cũng so bài trượt, đánh bài đó, đang so bài trượt với anh em, cũng mấy anh em thôi. Thì tôi gặp ông thì ông cũng vui vẻ như thường, không có gì cả. Có những cái mà có thể ông không nói được với tôi, những cái gì mà anh em hỏi ông biết thì ông trả lời, ông nói trả lời thẳng, biết cái gì ông nói nghe, ông không có giấu cái gì cả. Đó là như vậy. Ông có hay nói về vấn đề quân đội, vấn đề chính trị, vấn đề nhà nước nữa hay không, hay chỉ đơn thuần cái chuyện đó? Không, ông không nói gì với chúng tôi về vấn đề mà trách cứ ai hay là lỗi tại ai hay là tại sao như vậy là cái không, ông không nói. Được biết là thời gian đó cũng bên ngoài
trong cộng đồng thì cũng còn rất nhiều người không có thiện cảm với ông Kỳ vào thời gian đó. Ông Kỳ đối phó với chuyện đó như thế nào? Nhiều lúc tôi nói thật với anh, đi ăn sáng với ông Kỳ ở đây thì ông có những người mà sau lưng ông á thì nói chửi bới ông ấy là tên đâm sau lưng chiến sĩ hèn hạ này kia, và ông ấy biết tên mấy người đó rõ ràng như vậy. Nhưng mà có nhiều cái tình cờ tôi gặp, tôi và tôi đi ăn phở với ông ấy ở Quang Trung, rồi tôi gặp mấy cái người mà chỉ trích ông mắng á, gặp ông lại thưa thiếu tướng khỏe không, thiếu tướng thế nào thế kia, thì tôi thấy là làm sao đấy, cái tiếng nói của họ còn có giá trị không?